Cái chìa khóa đẹp không anh chị? À, rất là dễ thương, nhỏ nhắn xinh xinh ha. Đây là chìa khóa của chiếc xe phía sau mà anh chị thấy. Đây là một con xe qua sử dụng đi 58.000 cây số. Con nước sơn màu trắng nha anh chị. Xpander AT 1.5 đời 2021 nhập khẩu Indo đi 58.000 cây số, Việt Nam đang rao bán mức giá là 570 triệu. Bao rút hồ sơ và có thương lượng bớt lọc lá cho anh chị. Anh chị nếu quan tâm cái dòng xe này ghé qua bên em nhé. Về trả góp thì anh chị trả trước giúp em. Nếu chứng minh tài chính của anh chị tốt thì anh chị trả trước giúp em tầm 200 triệu. Còn nếu mà chứng minh của anh chị về thu nhập nó không được mạnh lắm thì anh chị trả trước giúp em tầm 250 triệu là có thể lấy được xe nhé. Và có thể đến đây xem xe, lái thử hoặc là dẫn bạn bè thợ thầy xem xe thoải mái nha anh chị. Và bên em là Mitsubishi Trường Chinh, đại lý chính hãng của Mitsubishi tại Việt Nam, kinh doanh xe mới 100% lẫn xe qua sử dụng chính hãng. Rồi em quay trở lại con xe này thì bên em sẽ cam kết cho anh chị về động cơ, về hộp số, khung gầm, keo chỉ là nguyên bản nguyên zin. Tất cả những cái xe Mitsubishi bên em á, xe qua sử dụng thì đều được bảo dưỡng thay lọc thay nhớt trước khi giao đến anh chị và có kiểm tra 160 hạng mục. Những cái chứng từ đấy em sẽ cho anh chị xem mà. Và anh chị sẽ được bảo hành toàn quốc toàn hệ thống của Mitsubishi Việt Nam. Đó, anh chị an toàn, an tâm hoàn toàn về mặt chất lượng xe và pháp lý nha anh chị. Xe này thì bên em mới lên một cái bộ tem như thế này, thì nếu như anh chị không thích thì em sẽ lột ra. 570 triệu ha, giá này bao rút hồ sơ và còn bớt lọc lá thương lượng cho anh chị. Màu trắng. Anh chị có thể đến đây để xem chất xe ạ. Đây là ghế da zin của nó này anh chị. Toàn bộ là ghế da zin, trên này có bọc trần 5D. Em chỉ quay lướt qua thôi nhé, còn anh chị đến đây mình xem chi tiết thì nói rõ được. Còn trên video em không thể nào mô tả 100% được đâu anh chị. Đây là ghế tài nè anh chị. Còn rất là ok ạ. Đi audio chuẩn nha anh chị. Tất cả xe bên em á, thì sẽ đều là lịch sử bảo dưỡng hãng, full trong hãng nha. Màn hình mọi thứ. Đời này thì phanh cơ như thế này nè anh chị. Nhìn thì nó hơi thô nhưng mà thao tác nó nhẹ nhàng, tay đòn nó dài lắm. Các cái phụ kiện theo xe, thảm, rồi camera hành trình, dán phim. Bảo dưỡng full lịch sử hãng nha anh chị, xe nào cũng vậy rồi. Cũ số tất cả mọi thứ. Bên em thì để thô để mộc như này, khi anh chị đến xem anh chị cần em vệ sinh dọn dẹp phần nào thì cứ báo lại tụi em, khi giao xe tụi em sẽ làm đẹp cho anh chị nhé. Anh chị xem ốc ác keo chỉ nè. Anh chị dẫn bạn bè thợ thầy hay là bất kỳ ai đến xem xe đều ok nha anh chị, không vấn đề gì cả. Bên em không có khó khăn hay căng ca mấy cái chuyện đấy. Tại vì cái xe bên em đầu vào nó rất là khắt khe. Ngoài cái việc kiểm tra bằng kinh nghiệm của các anh bộ phận thu mua thì về đây tụi em còn kiểm tra bằng quy trình của hãng, bằng 160 hạng mục. Thông thường khi mà anh chị đi bảo dưỡng xe á, nó chỉ khoảng 30 đến 40 hạng mục để kiểm tra thôi. Còn đây tụi em kiểm tra tới 160 hạng mục. Đây là một trong những cái quy trình rất là chặt chẽ. Đèn đóm trong vắt anh chị. Đây, mâm lốp. Tem lọc phát ha. Anh chị xem nè. Ốc ác rồi tất cả mọi thứ. $570 triệu nha anh chị. Xpander AT 2021. Anh chị quan tâm về xe này alo em nhé. Ngoài cái xe này thì bên em còn rất là nhiều cái xe khác. Ví dụ như ở đây em có Mitsubishi Outrage đi cũng vài ngàn thôi anh chị. Rồi ở đây em có Nissan Almera VL màu xám đời 2023 đi khoảng 20.000 cây số. Hơn 500 chút xíu thôi. Rồi chiếc Outrage phiên bản premium cũng đi có hình như là 4.000 cây số thôi anh chị, rất là mới. Đấy, Xpander số sàn rất là nhiều. Xpander số sàn thì em có khoảng 5 xe, anh chị có thể đến đây để lựa chọn giữa màu trắng và màu đen ha, có cả xe nhập luôn. Rồi anh chị quan tâm alo em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.